Hai cấm mày lên cứ lên thoải mái đi, còn cứ thử vào nhà tao xem, rồi mà ví dụ mà chỉ cần là mất trật tự thôi thì có khi phải về bằng cái loại xe mà có con rồng ấy. Có hai con rồng hai bên, cái loại Rolls Royce mà hai con rồng nằm hai bên, mới lại có cái con rồng nằm ở đầu xe nữa. Để lên đi rồi có về được không? Chúng mày về nhanh lên luôn, một nùi luôn lên đây để tao tiếp chúng mày đến nơi chúng. Tao chỉ sợ là chúng mày lên thì bò lên được, nhưng mà về thì chắc là phải khiêng về. Mày dọa mày có 21 tháng 9 ngủ về, hôm nay 22 rồi. Chắc là bị cùi ăn rồi không đi được hả? Chúng mày về nhanh lên kì. Cám này dọa cả thằng Thái Hòa về, nó về nhanh đi. Về lên đây tao cho ăn kẹo đồng. Còn tao nói cái ngữ như anh nó không đủ tuổi để chơi với tôi trên tất cả các lĩnh vực. Tôi nói luôn thế để anh hay. Anh bảo là anh dọa lên nhà với thế nọ thế kia rồi. Anh bảo là ơi rồi thằng Long Xét sắp về rồi, nó sẽ đi với Chính Lê đến thăm anh xong rồi lên nhà tôi. Anh bảo nó về nhanh nên còn kịp. Về nhanh lên tôi tiếp nhá. Cái ngữ như anh không hiểu một cái gì về tôi. Anh hiểu chưa? Kể cả cái tầm của tôi anh chưa biết đến đâu cả. Tôi xin phép các bác khán giả các anh chị một chút. Để anh có đang xem, anh tưởng là anh đang xem thì tôi đang chuẩn bị đón anh đây. Anh lên nhanh lên để tôi đón anh một cách long trọng, tôi trải thảm anh. Kể cả thằng thằng thái giám vịt kiều á. Rồi là cái thằng chó săn bên xếp. Chúng mày về đây, tao tiếp hết nha. Đây tôi đang chuẩn bị để tiếp khách quý đây các bác anh chị. Mọi người nghe đây. Đây là những em út của tôi. Bẹo ngày xưa, bẹo nên bà bọn Tùng nó làm cho anh chị mấy năm ở trên thành phố. Sơn thì nó nhìn nó đính đạc. Đây là tôi quay ở phòng thằng An nhà tôi nhé, không có gì. Tùng con bây giờ làm ăn tốt rồi. Thế không lại bảo là tôi lấy cái nhảy ở đâu để tôi lên tôi về. Anh thích lên đây bất kỳ lúc nào nhé. Tôi sẽ tiếp anh một cách có nghĩa là hết sức là nhiệt tình luôn. Cái hướng như anh thì không bao giờ hiểu được cái tầm của tôi anh nhé. Anh thích chơi kiểu gì tôi cũng chơi nha. Anh lên nhanh lên tôi tiếp anh. Sơn nhìn nó đính đạc. Tôi chỉ xin lỗi các bạn một chút vì cũng không tiện đưa những cái này lên đây như kiểu tranh cãi cũng chẳng thể làm cái gì. Nhưng mà rõ ràng là anh không biết một cái quái gì về cái quan hệ xã hội của tôi. Tôi chả giang hồ, tôi chả đầu gấu. Nhưng mà đầu gấu với giang hồ lại đang là người làm cho tôi. Tôi nói luôn để cho anh biết. Anh có nghe cái câu là Sơn Trọc ngày trước là làm cho vợ chồng tôi mấy năm. Rồi những cái anh em này là đã từng làm việc cho tôi nhiều năm. Nếu mà anh gọi là anh là quen xã hội đen với giang hồ nọ kia cái thứ thì anh có biết Tùng Ba Ke rồi, có biết Tùng Hải Phòng là ai, mà chính những anh em đó là đang đi làm cho tôi anh nhá. Anh không có cái cửa để anh chơi với tôi bất kỳ một lĩnh vực nào, tôi nói luôn cho anh biết. Và đặc biệt là những cái thằng vô công dỗi nghề, cái thằng đang đi ăn bám đàn bà kia, chúng mày không có tuổi thì chơi với tao hết trên mọi lĩnh vực luôn nhá. Kể cả về điều kiện, về quan hệ cả trong cả ngoài, chúng mày không có đủ điều kiện chơi với tao. Thông báo các bác anh chị và các bạn là một tin rất là hot, nhà mình đã bị kẻ xấu khủng bố bằng tức là bom phân và chất thải vào nhà các bạn nhé. Các bác anh chị biết rằng là vợ chồng tôi làm tín dụng, gọi tắt là làm tín dụng, nhưng mà cho vay cả hàng chục năm nay, nhưng mà vẫn không có một cái điều tiếng gì về vi phạm pháp luật cả. Thì anh cũng nên mở rộng tầm nhìn để anh biết là cái quan hệ của tôi như thế nào. Chúng mày có thích tao còn trưng ra những cái loại cho chúng mày mẹ còn tăng sông đột quỵ luôn. Bạn biết là chúng ta bị sốt thì hay lấy cái nhiệt kế kẹp vào đây. Hôm nay tôi kẹp vào đây để làm hàng nóng. Hàng nóng này tất cả nguy. Văng 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 văng. Tăng 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 tăng. Làm cuốc luôn đi. Đi cuốc vườn luôn, cuốc vườn luôn. Lấy súng của tao rất là nhiều tác dụng nha. Này bố con nhà mày nhìn tao quay súng kiểu này nha. Đấy, pop 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 pop. Tưng 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 nát nát. Ê leo 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 leo. Nhiều chữ leo quá, vui quá, vui quá. Ôi ê đi mọi người ơi, ôi ê xấu quá, ôi ê xấu quá. Ôi ê đi mọi người ơi, ôi ê đi mọi người ơi, sướng quá sướng quá. Đấy hàng nóng đấy mọi người. Hàng tôi kẹp vào nách lúc nó nóng là 37 độ C. Cứ làm như là mình là bố đời thiên hạ. Cứ tưởng bố thiên hạ mẹ thiên nhiên, nhưng mà cuối cùng là thằng điên nó chưa chữa bệnh. Like đi cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị like cho em đi.